Cô gửi lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng dành thời gian đến với khóa học Tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Các con thân mến, trong video bài giảng này, chúng mình sẽ đến với phần thứ 2 của bài học Cuộc họp của chữ viết. Các con thực hành kỹ năng viết. Đầu tiên, chúng mình ôn chữ hoa. Cô có các chữ hoa ở trên màn hình. Con chọn giúp cô chữ E viết hoa. Không hề khó khăn với các con đúng không nào? Chúng mình có chữ E viết hoa. Và các con sẽ phải viết đúng chữ E này vào vở tập viết. Tiếp tục, vẫn là các chữ viết hoa. Chọn giúp cô chữ E viết hoa nhé. Chính xác, đây là chữ E viết hoa. Chữ E và chữ E chỉ khác nhau ở một điểm, đó là chữ E thì không có mũ, còn chữ E thì có dấu mũ. Từ việc phát hiện và ôn tập được chữ E viết hoa, chúng mình sẽ thực hành viết tên riêng. Cô có 4 tên riêng ở trên màn hình. Nhưng trong 4 tên này, chỉ có một tên được viết đúng. Con hãy chọn tên riêng viết đúng chính tả giúp cô. 4 tên riêng cùng nhắc đến ED. Các con thân mến, Việt Nam có 54 dân tộc anh em, trong đó ED là tên của một trong 54 dân tộc ở nước ta. Chúng mình có tên riêng viết đúng chính là ED ở trên màn hình. Dựa vào tên riêng này, các con có thể thấy, nhìn thấy chữ E viết hoa, còn tiếng D được nối vào thì các con dùng dấu gạch nối rồi viết tiếp tiếng D, chứ không được viết hoa âm đờ trong tiếng D các con nhé. Dựa vào việc viết đúng được chữ E, tên riêng ED, nâng cao hơn một chút, cô có 2 câu thơ. 2 câu thơ này như sau, các con lắng nghe cô đọc. Ước gì em hóa thành mây, em che cho mẹ suốt ngày bóng râm. Thanh Hào. 2 câu thơ thể hiện tình cảm yêu thương của bạn nhỏ với mẹ của mình qua mong ước hóa thành mây để che cho mẹ khỏi nắng khi mẹ đi cấy lúa ở ngoài đồng. Các con sẽ có nhiệm vụ viết 2 câu thơ này vào vở. Khi viết, con nhớ viết hòa các chữ, đó là chữ ư trong tiếng ước và chữ e trong tiếng em. Chúng mình viết đúng chính tả các tiếng như là tiếng hóa, tiếng suốt và tiếng râm. Cũng chú ý viết lùi đầu dòng ở dòng 6 tiếng của thể thơ lục bát các con nhé. Để thực hành một chút, hãy tương tác với OLM trong câu hỏi sau đây. Các con thực hành rất tốt và nhanh chóng chúng mình đã trải qua được video này để thực hành kỹ năng viết. Cô hy vọng rằng các con sẽ viết thật đúng quy tắc chính tả để thực hành thật tốt viết hoa chữ E, chữ E các con nhé. Video bài giảng xin phép kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.